Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Quý vị nhớ chúng ta được nghe Phật pháp. Cái này tắt rồi chưa? Hết pin đi. Nghe quý vị. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật lễ Phật, chúng ta kiểm qua cái tâm này để mình tu, mình thấy mình có kết quả quý vị. Nhớ là áp dụng cái pháp nào trong nhà Phật cũng phải sanh ra cái tâm này thì là đúng. Càng tu càng dễ tính. Điều thứ nhất, mình càng tu càng có tâm khoan dung và tha thứ. Càng tu càng vui vẻ an lạc. Những điều này khi quý vị dụng công tu tập sanh ra thì là tu tập có kết quả. Nhớ nha. Rồi càng tu tập thì càng hạ cái ngã xuống. Lúc trước ai nói đến động đến là chịu không nổi, nhưng bây giờ thì không có nặng nề. Rồi lúc trước thì buồn người có khi 1 tháng 2 tháng, nhưng bây giờ trong lòng không vui cái gì thì chuyển qua câu Phật hiệu rất là mau, là quý vị tu tập có kết quả đó. Những điều này quý vị tu tập nhất định là có kết quả. Có nghĩa là hiện đời có kết quả thì quý vị sẽ biết rồi cái cuối đời là sao rồi. Cái Phật pháp là nó hiện đời quý vị à. Cái Phật pháp là nó độ người sống nè. Cái giờ mình đang sống đây mà nó còn còn chưa được lợi ích gì, chứ đừng nói chi là cái lúc mà mình chết làm gì, nói chi chéo đó. Phật pháp là nó phải xác thực hiện đời, và nó càng về sau nó càng xã hội phát triển thì người ta càng chú trọng cái hiện tại. Thật sự người ta càng chú trọng cái hiện tại. Đó, bây giờ hiện tại mà nó không được lợi ích gì, mỗi ngày sân si khó chịu, rồi càng học Phật thì càng nạp vô, rồi cho mình là ta đây, rồi hơn người này kia đâu. Cái điều này nói chi tới cuối đời làm gì nữa. Đã nói là nhân quả mà là nhân hiện tại, nó không được cái gì lợi ích chứ thì nói chi tới cái quả cuối cùng. Thấy không? Đó, nên những điều mình tu tập phải phải quán xét lại tâm mình, mà xem lại mình thì mình sẽ tu tập mình thấy mình có kết quả. Thí dụ như giờ cái kết quả nhất là ta nói một nụ cười 10 tháng thuốc bổ. Mỗi ngày vì niệm Phật, mỗi vị có nụ cười, có niềm vui, tha thứ cho nhau là quý vị thấy là quá tuyệt vời rồi, còn gì là cực lạc nhân gian rồi, còn gì nữa quý vị. Còn bây giờ nói gì cao xa, nói gì cao xa vậy đó. Nên có những người dụng công tu thì cũng nhiều nhưng mà lại không sanh được cái kết quả đó. Mà cái quan trọng là mình áp dụng phương pháp nào cũng phải sanh cái kết quả đó. Sanh cái kết quả đó. Nên có vị cư sĩ này hiểu biết rất nhiều, mà ông biết ông kiêu ngạo ngã mạn. Biết được điều này cũng thấy tốt, biết bệnh mình là như vậy. Mà cái người tu tập mà kiêu ngạo ngã mạn, đây là sự trở ngại cực kỳ lớn đến cái giải thoát. Đã kiêu ngạo ngã mạn thì lấy đâu có sự an lạc mà giải thoát. Đặt vấn đề bản thân mình mạnh quá, nặng quá, cái mặt to quá thì làm gì có cái chuyện mà nói giải thoát làm gì. Ngã mạn lớn quá, ông biết bệnh, ông bệnh này nặng quá, nên ông đến ông đảnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Quán Khâm. Nói Hòa Thượng Quán Khâm rằng con rất kiêu ngạo ngã mạn, xin ngài giúp cho con tiêu trừ kiêu ngạo ngã mạn. Hòa Thượng Quán Khâm nói ông cứ ở đây. Thì ngay cái ngày đó người ta rất đông người đến chùa. Hòa Thượng Khâm Quán Khâm lôi ông ra chửi ông một chập, ông không có lỗi gì hết, chửi ông vậy đó. Bữa sau ông xách giỏ ông đi ra chào Hòa Thượng, con đi. Hòa Thượng Quán Khâm nói rằng ủa
Ông tiêu trừ được kiêu ngạo ngã mạn rồi sao mà ông đi? Nói rằng là Ngài la con vô cớ, không có lỗi lầm gì Ngài mà Ngài la con. Con buồn quá con đi nói. Tâm ông kiêu ngạo ngã mạn là ngay chỗ này. Nếu không lấy chỗ này để đối trị thì làm sao hạ được cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của ông? Quỳ xuống đảnh lễ hòa thượng, xin ở lại. Thấy không? Cái tâm kiêu ngạo ngã mạn là cái gương mặt to quá. Chỉ cần ai nói cái gì không phải nói mình, cũng mình suy nghĩ là chắc nói mình quá. Mà đã là bản thân mình nhiều lỗi lầm, người ta nói cái gì mình cũng nói là nói mình á. Vậy mà còn chưa biết mình là nhiều lỗi lầm. Có nghĩa là người ta không đụng chạm tới tên tuổi mình, bản thân mình cũng nghĩ là nói mình. Để rồi tự mình làm khổ mình mà còn chưa biết bệnh mình là bệnh gì. Đó, nên cái bệnh này dưỡng đòn nè. Rồi có vai trò tu hành, có vai trò nè. Rồi làm chủ nhà nè, chủ chùa nè, lên tầng cấp cao nữa. Hãy cẩn thận cái tâm này đó. Cẩn thận đó, không có giỡn đâu. Đó. Quý vị thấy rằng những đức khi đi tu tập, tuy là nói hô nói dốt đồ tùm lum, nói mình những văn văn tự kỳ cục, nhưng mà xin thưa quý vị là cái thời điểm những đức á, mà tổ chức những pháp hội, quý vị thấy những đức nổi tiếng cỡ nào chưa? Mà tại sao những đức dùng những cái văn tự rất kỳ cục dành cho những đức đó là tại sao? Vì sợ mình kiêu ngạo ngã mạn mà ra. Nên quý vị thấy tại sao những đức học Phật có sự an lạc, dù ai có nói gì nhưng quý vị thấy những đức có niềm vui. Không có niềm vui thì sao chia sẻ Phật pháp bị cười được? Con người không có năng lượng làm sao nói cho quý vị có năng lượng? Có chuyện này đâu. Thường bình thường chưa có gì những đức đã đánh những đức te tu hết chứ. Nên tới người khác đánh những đức nói bình thường, tại vì tôi đánh tôi quen. Quý vị nhớ như Đức đã từng nói câu nói không? Có người kêu như Đức đi xuống đi, như Đức nói được rồi, tôi đã xuống rồi. Thường tôi đã xuống rồi, khỏi kêu tôi cũng xuống rồi. Nên khi đi xuống lại rất nhẹ nhàng. Nên cẩn thận học ra cái tâm kiêu ngạo, hết sức là cẩn thận. Có những người khi những Đức nói chuyện hơi cao vọng, người ta nói những Đức kiêu ngạo ngã mạn. Mình biết mình chứ quý vị, hãy tự xem lại chính mình. Khi nói chuyện háo hức về pháp môn tịnh độ cũng chưa chắc là người ta kiêu ngạo ngã mạn. Cái ngã mạn vi tế nhất của bạn là che giấu. Cái đó mới đáng sợ. Đáng sợ nhất. Cái đáng sợ nhất là bạn cho bạn rất trong sạch, bạn không có một lỗi lầm gì hết. Đây là cực kỳ đáng sợ. Khi bất cứ một người nào động tới bạn là bạn sẽ cực kỳ nổi giận sân si. Nổi giận sân si. Hồi đó những đức trong ngôi Tam Bảo, có những người ở dưới quê, ta lên ta gặp những đức. Ta gặp những đức, người ta đến gần, người dưới quê có nhiều người, người ta đâu biết Phật pháp đâu. Người ta gặp mình, ta nói: "Hiền con, khỏe không con? Dạo này mày sao?" Nó: "Dạ con khỏe bác. Lúc này con khỏe vui lắm." "Nghe nói mày đi tu hả? Tu lâu chưa?" Mà đó lúc đó là những đức là vị thầy hướng dẫn bao nhiêu con người nghe, bình thản nói chuyện bình thường với người ta. Đó mới kiểm định qua một chút xíu tâm kiêu ngạo của bạn đó. Nếu gặp người kiêu ngạo ngã mạn thì lúc đó thấy phản cảm bực bội rồi. Tôi bây giờ làm thầy mà sao kêu tôi kỳ cục ấy, thấy không? Nên hồi xưa có một số anh em huynh đệ, lúc ổng làm quý chú trong chùa, người ta gọi chú này chú kia chú nọ. Sau này ổng đi thọ giới đắp y tỳ kheo, người ta gặp ổng kêu chú, ổng nói rằng: "Ở cô ơi, lúc này thầy cô đừng kêu chú nữa nghe." Vì mà những người đã đến gặp những đức nói rằng: "Ủa, chỉnh đốn cái câu đó nghe nó hơi ngộ ngộ nghe, để cho người ta từ từ người ta sẽ biết mình là ai." Thấy không? Nên những cái học tập mà của người ta đem lại đưa mình, nó có nhiều cái hay lắm quý vị. Có nhiều cái chuyện của ai không mà mình cũng thấy cái chuyện đó của mình nè. Nên á, Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng một câu á, cái bài giảng mà nhìn thấu là trí huệ chân thật, ngày có nói một câu á: "Phật pháp không của riêng ai hết mà Phật pháp của chung.
một cái phương tiện của một câu của người khác, bạn đừng nói đó là cái chuyện của người khác, mà bạn hãy nghĩ đó là chuyện của bạn đó. Phật pháp nó không có ghi ngay đâu. Nếu bạn nói của người khác là bạn sẽ không bao giờ sửa đổi lỗi lầm, mà Phật pháp nó là của chung. Trong nhà Phật, Phật Bồ Tát đều thể hiện thiện và ác. Thiện của bạn có thiện hay không để học, ác của bạn có ác hay không để sửa. Những điều này Phật Bồ Tát đều có thể hiện hết, hai mặt. Giống như những đức nói rằng bằng ngày và bằng đêm, đó là cân bằng của 24 tiếng 12 giờ 12 giờ. Quý vị có phải rõ ràng không? 12 giờ bằng ngày, 12 giờ bằng đêm, 24 tiếng đồng hồ, cân bằng với đêm và ngày, nó đều là đặc biệt hết quý vị, không có gì xấu cả. Đó, nhận thức được thì quý vị mới thấy rằng Phật Bồ Tát thì hiện cũng vậy, thiện ác. Cái quan trọng là bạn có còn chịu tu hành hay không, cái này mới là cái quan trọng nè. Có khi bạn thấy một người tu hành mà chưa chắc là tu hành, có khi bạn thấy một người không có tu hành mà họ lại tu hành. Chuyện này cảm thọ đó chính bạn mới hiểu thôi, thực sự. Nên học Phật làm sao mà hạ cái tâm kiêu ngạo ngạo mạn xuống, và chính bản thân mình niệm Phật mỗi ngày, bạn cảm nhận bạn được lợi ích gì? Việc này là việc không ai có thể thay đổi được, không ai có thể làm bạn có thể bỏ cách tu hành được. Vì chính bạn có thể nhận thức được bạn tu hành được lợi ích hay không. Những đức mỗi ngày tu tập với quý vị, ngồi nói chuyện với quý vị, nói thí dụ như nói câu là quý vị cùng học tập với những đức, nó rõ ra là như vậy đấy. Quý vị tự hỏi lại, quý vị học tập với những đức từ đó tới giờ, quý vị được lợi ích hay không? Đây là cái quý vị phải thật sự nhận thức, được lợi ích hay không. Quý vị càng học, quý vị có phải là kiêu ngạo ngã mạn thêm hay không? Quý vị càng học, quý vị đụng cái bị chửi người khác hay không? Quý vị càng học Phật, quý vị lại đi giành giật của cải với anh em, chửi cha mắng mẹ hay không? Nếu như những điều những đức hướng dẫn quý vị mà quý vị làm điều này, thì quý vị nên xem lại những đức có kêu quý vị làm điều đó hay không? Không? Khi mình đã thấy sự lợi ích đó thật sự có rồi, thì ai dao động được tâm quý vị? Nên y pháp bác y nhân, người hướng dẫn quý vị mà đem phương pháp cho quý vị mà được lợi ích xác thực trong cuộc sống quý vị, không lẽ không biết sao? Dù bất cứ một người nào hướng dẫn, chỉ cần dạy vì tin nhân quả, nếu niệm Phật thì gầy dựng tín nguyện, quá đúng rồi còn gì. Từ lời Phật lời tổ dạy xuống tới bây giờ, không ai có thể thay đổi được điều này. Ai làm sao thay đổi được điều này? 84.000 pháp môn, trong đó pháp môn niệm Phật, mà Phật tổ nói rằng chí tâm tin ưa là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Điều này bạn đưa ra cái khác có phù hợp hay không? Vì 84.000 pháp môn, pháp môn mà Phật đưa ra là phải rõ ràng. Đức Phật nói rằng thời Đức Phật còn tại thế, lấy giới luật làm thầy. Qua 1.000 năm sau thì thiền tịnh thành tựu. 1.000 năm sau thời mạt pháp thì niệm Phật thành tựu. Mà niệm Phật thì nguyện thứ 18 trong 48 lời đại nguyện làm trung tâm của tu tập thành tựu của được giáng sanh. Đó là chí tâm tin ưa. Chí tâm là một câu Phật hiệu niệm đến cùng, tin ưa là càng niệm càng thích, có nghĩa là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Việc này là xác thực 100% từ chư tổ sư dạy xuống, dạy chúng ta nguyên lý này, pháp đó nhất định phải hành, không thể nào đi ngược lại được. Sau này nếu ai mà phế bỏ điều tín nguyện niệm Phật, có người nói rằng tín nguyện cũng chưa được giảng sanh, phải hộ niệm mới giảng sanh. Tầm bậy, đặt tầm bậy. Vì nghĩ thì sai rồi, làm sao mình nói được điều đó? Cái pháp của Phật là cái pháp gây dựng tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Bạn nói rằng phải hộ niệm mới giảng sanh, như vậy là bạn đá đổ tín nguyện niệm Phật. Bạn đưa cái của bạn ra đi để phế bỏ lời dạy của Phật Bồ Tát, sai rồi. Điều đó làm của bạn là đúng, tốt, giúp người, nhưng bạn phế bỏ lời dạy của Phật Bồ Tát là sai. Nhớ kỹ, y pháp có nghĩa là cái pháp này Đức Phật dạy, nhất định bạn phải tín nguyện. Đầu tiên là tín nguyện bạn thành tựu của đường giảng sanh. Cái thành tựu đầu tiên của bạn là tín nguyện,
Bây giờ mỗi một hành giả niệm Phật phải suy nghĩ kỹ chỗ này. Suy nghĩ thật kỹ nè. Cái người mà niệm Phật mà bỏ cuộc là đa phần cái người không có tín nguyện. Cái người niệm Phật mà kiêu ngạo ngã mạn đa phần không có tín nguyện. Cái người niệm Phật mà chửi cha mắng mẹ giành giật cái của cái anh em là đa phần không có tín nguyện. Nếu cái người mà tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc 100% quý vị sẽ hạ tâm kiêu ngạo ngã mạn và thường vui vẻ an lạc và bình an. Và sẽ nhất định sẽ không chửi cha mắng mẹ, không giành giật của cải với anh em. Và cũng không làm một công dân của một đất nước đó làm điều bậy bạ sai lầm, làm tổn hại xã hội đất nước của chúng ta. Con người thì nhất định ai cũng có cái sai, nhưng nhờ Phật Pháp sẽ điều chỉnh mình lại. Chắc chắn quý vị luôn. Có ai dám vỗ ngực xưng tên rằng tôi không có sai không? Chúng ta đa phần đi nhìn cái sai người khác, để chỉ trích người khác mà quên đi quay ngón tay lại chỉ mình. Quý vị à, chúng ta dùng ngón tay chỉ người khác như vậy, tại sao chúng ta không dùng ngón tay chỉ ngược lại mình? Quay lại đi đó. Bạn quay lại. Nên nhớ kỹ những điều như Đức chia sẻ với quý vị. Những Đức không bác bỏ bất cứ một việc gì, nhưng những Đức muốn nhắc quý vị, niệm Phật là gây dựng chỗ nào? Vì phải xác thực. Nếu như quý vị gây dựng tín nguyện niệm Phật, quý vị cứ giúp người ta niệm Phật hộ niệm bình thường, điều đó quá tốt. Tại bằng niệm Phật bằng hộ niệm đó là điều rất tốt, hỗ trợ người ta. Nhưng nếu nói rằng bạn tín nguyện hạnh đã đầy đủ cũng chưa giảng sanh, làm gì có chuyện tín nguyện hạnh đã đầy đủ mà không giảng sanh? Bạn có lòng tin đối với bổn nguyện của Phật là tín, lòng tin này kiên cố bạn không thay đổi, nhất định bạn sẽ không bỏ một tịnh độ. Có nghĩa là tín nguyện là bạn niệm Phật, bạn có cái nguyện cầu sanh cực lạc. Còn hạnh, hạnh là bạn lấy hoàn toàn có Phật hiệu thì bạn niệm đến cùng, làm gì bạn không giảng sanh về cực lạc? Trong khi 48 lời nguyện Đức Phật ấy, đàn nguyện thứ 18, chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta, đến khi mệnh chung, chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm ta là Phật A Di Đà, sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh để về thế giới Tây Phương cực lạc. Ngoại trừ những người không niệm Phật, tạo tội ngũ nghịch phỉ báng chánh pháp, những Đức nói rằng ngoại trừ những người không niệm Phật. Nhớ không? Hồi nãy chúng ta đọc thiếu câu chí tâm tin ưa. Nhớ không? Chí tâm tin ưa, quý vị phải nhớ câu nghe. Câu này cực kỳ quan trọng trong nguyện thứ 18 đó. Người đã đầy đủ tín nguyện hạnh mà bạn còn chưa chịu cho họ giảng sanh về cực lạc nữa, không phải bạn cho họ mà tiêu chuẩn này của họ đã thành tựu của đường giảng sanh là chắc chắn rồi đó. Bạn chỉ cần gây dựng tín nguyện hạnh cho họ, bạn cứ hỗ trợ giúp họ đi. Mừng khi chúng ta được giúp một người tín nguyện hạnh khi cuối đời giảng sanh. Bạn còn đưa lên rằng là chưa được giảng sanh, tôi phải giúp họ, họ mới giảng sanh. Sao tầm bậy vậy? Vì suy nghĩ sao à? Hãy ngồi suy nghĩ cho thật là kỹ. Không lẽ bây giờ những Đức nói rằng nếu như quý vị mà không nhờ những Đức giúp quý vị, làm sao vì giảng sanh gì cực lạc? Khi cuối cuộc đời quý vị, những Đức phải đến hộ niệm quý vị mới giảng sanh con về cực lạc. Như vậy thì lỡ quý vị trong một tai nạn nào hay là đất sụp lửa cháy nước trôi, những điều này trong ngũ huynh tử quý vị gặp phải, rồi làm sao những Đức đến hộ niệm cho quý vị đây? Nên Phật Bồ Tát cực kỳ thông minh và trí tuệ, đừng thật sự mà nói quá tuyệt vời luôn. Vì đưa lên tín nguyện hạnh cho quý vị thì bất cứ ở nơi nào quý vị cũng có thể niệm Phật được. Vì con người sẽ bị trở ngại chuyện đến giúp quý vị. Nội mà đường xá bây giờ thôi quý vị đi hộ niệm, lỡ quý vị kẹt xe thôi là người ta chết queo, mình ta đến chưa kịp rồi, người ta đi đâu đây? Tại sao mà không đưa cho người ta chỗ này? Mình giúp thì mình cứ giúp, mình có bao vây được cả tất cả chúng sanh hay không mà mình muốn ôm xô? Ngày xưa những Đức ở trong ngôi Tam Bảo rất là đông người như vậy, mình chưa bao giờ những Đức đưa lên một tư tưởng rằng là những Đức phải hộ niệm cho quý vị mới giảng sanh. Chưa bao giờ. Mà những Đức nói rằng quý vị phải tại nhà quý vị. Quý vị nhớ ngày xưa những Đức ở trong ngôi Tam Bảo, những Đức nói không? Tại nhà quý vị phải niệm Phật thường ngày, có cái điều hộ niệm. Cuối cuộc đời mình tự mình mà giúp cha mẹ mình đi, đó là sự hỗ trợ đó. Thường ngày phải được sự nhắc nhở. Tại vì những Đức biết mình không thể nào làm hết cho tất cả con người được, mà lỡ bản thân mình đến giúp người ta, lỡ đi đường hay gì bị trở ngại rồi làm sao đây? Mình đưa người ta trông chờ mình, lỡ người ta trông chờ mình mà người ta không trông chờ Phật, lỡ mình đến không kịp rồi, rồi người ta chết đi, người ta đi đâu? Đi đỏ hả? Vì ngồi suy nghĩ đi. Nên cái này hành giả niệm Phật phải bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ. Bạn có tâm từ bi muốn giúp người, bạn hãy xem lại cái tâm của bạn là cái tâm gì.
Nếu bạn có tâm giúp người mà cái ngã của bạn muốn đưa một cách tu của bạn để bao trùm mọi người, bạn xem lại đó, xem lại đó. Y pháp là bạn phải suy nghĩ kỹ. Y pháp là gì? Phải đem cái pháp của Phật, của tổ tiếp tục mà hoàn thiện. Nên có những người bây giờ tu tập cùng với những đức, có những người cũng bị trở ngại, khó khăn. Vì sao? Có những người ta nói rằng, ủa, bạn theo người đó tu làm gì nữa? Người đó từng ở trong chùa, bây giờ ra khỏi chùa rồi, bạn đi theo làm gì nữa vậy? Tùy theo sự cảm nhận của bạn. Bạn nhìn nhiều người bây giờ phát giáo tu hành, bạn kêu họ đi tu với những đức đi, ngày 5-6 thờ 12 giờ phía tu với những đức đi. Từ ngày xưa những đức ở trong ngôi nhà Tam Bảo thì làm cũng chưa chắc làm bằng những đức. Khi những đức bước ra làm cư sĩ, quý vị cũng không theo kịp nổi với những đức. Nói đây là nói vững chắc chứ không phải là kiêu ngạo đâu. Nói sự mạnh mẽ, vững chắc và quyết đoán, chứ không phải kiêu ngạo gì hết. Quý vị phải công nhận điều này thôi. Cả quý vị đi theo những đức, quý vị còn thấy đuối không chi. Nói cái chuyện người mà không dụng công tu. Quý vị đi theo những đức ngày 5 thờ 12 giờ khuya, suốt mấy ngày quý vị thấy quý vị làm sao, cảm giác như thế nào? Có lúc quý vị cũng muốn te tu tả tơ, nhờ cái đầu kéo kéo quý vị, hiểu không? Nó từ nơi đó, đây là nói sự vững chắc quyết đoán, chứ không phải là kiêu ngạo gì cả. Xác thực cơ còn gì mà kiêu ngạo. Người ta nói được, người ta làm được mà kiêu ngạo cái gì? Ngày xưa những đức ở trong ngôi nhà Tam Bảo, mấy người dám bì với những đức? Từ nuôi người già cho tới tổ chức pháp hội, bị nổi không? Lo cho con người, bị dám bì nổi không? Quý vị phải công nhận điều này chứ. Làm sao quý vị dám bỏ phế được? Cái điều này là đa phần con người đều biết rất nhiều mà. Nó lăn lóc gần gũi đơn giản binh dị, đúng không? Thiện thì cũng quý vị không thể nào bì nổi, mà làm sai quý vị cũng không dám làm theo nổi luôn nữa. Thật sự cho quý vị biết, làm sai xong á, nằm vẹp tại chỗ, đứng lên quý vị cũng điều này quý vị phải xem lại luôn đó. Đó, những đức làm hết cho quý vị thấy rồi đó, hiểu không? 15 năm trong ngôi nhà Tam Bảo, nhiệt liệt hết mình, đến cuối cùng phá sạch hết tất cả, không định pháp, vô trụ thì sanh tâm. Bạn trụ vào chỗ đó là cái danh của bạn, cái ngã của bạn, cái chuyện bạn tiêu tùng bạn đó. Vô trụ có nghĩa là bản thân bạn trong hình tướng nào bạn cũng học đạo và tiếp tục đứng lên để hướng dẫn người, không chấp tướng đó, hiểu không? Nên từ nơi đó bạn phải ngồi suy nghĩ kỹ lại. Nên bây giờ một số người cùng tu học như thế, quý vị bị người ta công kích, nói rằng họ từng ở trong ngôi Tam Bảo, bây giờ đi ra khỏi chùa rồi, như vậy sai như vậy, cô đi theo làm cái gì? Cái quan trọng không phải theo ai cả, cái quan trọng là chúng ta có mục tiêu và cùng tu thôi. Những đức chưa bao giờ xưng làm thầy đó với quý vị, hiểu không? Và những đức cũng chưa kêu quý vị đưa một đức một cắt bạc nào cả. Trong tất cả quý vị bao nhiêu ngàn con người này, có một con người nào những đức đã từng gặp quý vị gần gũi và xin xỏ tiền bạc quý vị chưa? Từ trong chùa cho đến ra khỏi chùa, khi những đức gặp nạn, có bao giờ một người nào những đức điện một cuộc điện thoại nào mà những đức nhờ quý vị cứu giúp những đức không? Quý vị nhớ điều này nghe, chưa từng một người nào những đức đã từng điện thoại và nhờ quý vị cứu giúp. Chỉ là những nhân duyên phù hợp thôi. Còn nếu chỉ cần không phù hợp, tuyệt đối chết bỏ, không bao giờ nhờ giả đến quý vị mà lòn cuối đâu. Chưa có mà. Việc này quý vị phải công nhận, chưa có một người nào cả. Những đức có đi đến nhà người khác ở đi chăng nữa, thì những đức mỗi ngày vẫn tu tập tại gia đình người ta, làm gia đình người ta phát sáng lên luôn á. Quá xứng đáng rồi còn gì. Biết bao nhiêu người muốn những đức đi đến nhà người ta chưa? Từ nơi đó quý vị tu tập những đức, bây giờ quý vị có khi bị người ta nói này nói nọ quý vị đó, hãy cố gắng mà duy trì tâm. Không phải những đức kia bị đi theo những đức, mà những đức cùng quý vị đi theo Phật A Di Đà. Việc này là phải xác thực 100%. Những đức cũng đâu có cầu cái gì tới quý vị đâu mà đi kêu theo làm gì. Những đức đâu có gọi là đi tìm nhà giàu để mà gọi là thăng cặn đâu, đâu có làm điều này đâu, đúng không? Từ khi những đức ra ngoài đời tới giờ, những đức có đi đến nhà
nào mà không cần thiết không, đến mà không làm gì Phật pháp không? Tôi đi đến Tây Ninh là mục tiêu đem tịnh độ giới thiệu, tôi chưa bao giờ nghĩ tôi đi chơi đâu, nhớ kỹ, chưa từng đến một cái nơi nào. Dù là có nhiều Phật tử nói rằng ngày xưa thầy trong chùa bận bịu không đi, bây giờ thầy nên đi ra miền ngoài này kia, là ở chỗ con, trời chúng con mừng lắm này kia. Vì thấy nhà Đức có đi không, cả bên nước ngoài có nhiều người rủ nhà Đức đi, nhà Đức cũng không đi luôn. Vì sao? Tôi thích niệm Phật, thích mỗi ngày tu tập với Phật tử, quý vị cùng hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Không đó, nên á, bản thân mình tu học quý vị coi có lợi ích thật sự hay không, xác thực hay không, mỗi ngày vui, ít buồn giận người để trong tâm, thường có nụ cười, tuyệt vời rồi, thường cười là quá tuyệt rồi. Chàng ơi, người ta muốn mua cái nụ cười này không biết bao nhiêu tiền mà còn chưa có nụ cười kìa, cứ vì chưa bỏ một cách mà đã có nụ cười rồi. Quý vị nghĩ đi, vì hạnh phúc cỡ nào chưa? Không, ví dụ như giờ hai vợ chồng cũng mai nguyện, hai vợ chồng tu tập gì, quý vị thấy tại gia đình như vậy con cái nhìn thấy cũng ngưỡng mộ thật sự luôn. Nó rất là nhiều người Nguyễn Hiền đồ, hai chồng tu tập thấy không, nói rồi Trần Lâm Liên Phúc rồi Kim Quy mẹ con đã tu tập đó, gia đình đều tu tập, quý vị thấy không, không trở ngại không phiền não diệu thắm cái bè đâu. Vợ chồng tu tập gì, quý vị nghĩ sao, nó lợi ích rõ ràng là còn gì. Rồi nhiều người dù ngồi chỗ nào cũng là đạo tràng tu tập, những Đức chưa bao giờ dùng cách này cách kia để xỏ mũi bị kéo đi đâu. Nhưng Đức đều nói quý vị có quyền độc lập, quý vị có quyền chọn cái nào tu được lợi ích. Nhưng Đức chỉ đưa lên cái quý vị có được lợi ích hay không. Nếu như những Đức kia bị đi chửi người khác, đi lôi kéo quý vị, thì điều này những Đức sai, chưa bao giờ những Đức làm điều này. Nhưng Đức chỉ điểm vị là quý vị nên chọn ai, hướng về đâu. Phật A Di Đà, Tây Phương Cực Lạc là điểm chính của chúng ta, là chỗ chúng ta hướng về, hiểu chưa? Còn tín nguyện niệm Phật là chuyện quá phù hợp, từ lời Phật lời tổ Phật cao tăng như Hòa Thượng Tịnh Không cũng là nói điều này là quan trọng nhất. Các ngài chưa bao giờ kêu mình phải chạy theo các ngài, đời sau này ai cũng phải làm như vậy đó, nhớ kỹ, không có bao giờ xỏ mũi người khác kéo hoặc là dùng cái pháp tu mà phan duyên, không, điều tùy duyên hết. Người ta đến với mình cũng được, không đến với mình thì thôi, người ta muốn đi đâu chuyện của người ta. Nhưng chúng ta đưa lên cái sự lợi ích, khi mình hưởng được sự lợi ích tu tập, chính bản thân những đức tu tập được lợi ích rất lớn. Sự lợi ích đó là gì? Mất hết tất cả, đó là sự lợi ích lớn nhất của những đức. Quý vị mất hết tất cả chịu nổi không? Mất nhà, mất này, mất kia, mất sự nghiệp, mất danh tiếng, vì chịu nổi không? Sự lợi ích của những đức là gì? Được mất hết tất cả mà vẫn có niềm vui và có phương hướng chuẩn xác luôn. Đây là lợi ích cực kỳ lớn. Bạn Phan hãy nói bạn có tất cả gì hết, có khi có tất cả bạn còn phiền não thêm nữa. Danh lợi chưa chắc là điều mà có thể đưa bạn đi đến chỗ giải thoát đâu. Bạn hãy bình tĩnh rồi suy nghĩ kỹ. Trong 15 năm tôi đi tu cực lực, cuối cùng sự lợi ích lớn nhất của tôi là gì? Mất hết tất cả, bị phê phán và chửi mắng te tu tả tơi hết luôn, mất hết tất cả. Cuối cùng bà thấy tôi sống như thế nào? Tôi sống rất là tốt. Tiếp tục tôi cũng khuyên bằng niệm Phật. Điều này người người tiếp tục mà nhìn nhận đi. Không phải là trong cuộc đời này bạn tu hành bạn lên như diều gặp gió đâu. Bạn phải nhớ kỹ, nếu bạn không rớt xuống thì chưa nói lên gì về cuộc đời tu của bạn đâu. Vì con diều bay cao cỡ nào cũng rớt xuống, bạn chưa rớt xuống thì chưa nói gì cả. Hiểu không? Bạn rớt xuống thử đi rồi bạn sẽ thấy. Bạn đắm đuối hay hay là bạn nằm vẹt tại chỗ, hay bạn đứng lên thì lúc đó bạn sẽ cảm thọ liền. Hiểu không? Bạn đi chửi người khác, bạn chưa bị chửi sao mà bạn không có cảm giác? Khi bạn bị chửi, bạn bị sỉ nhục đi, rồi lúc đó bạn sẽ biết người khác bị sỉ nhục và bị chửi như thế nào. Bạn có nên làm điều đó hay không? Hiểu không? Nên tôi đã trải nghiệm qua hết rồi. Từ còn nhỏ khổ đau, lớn lên khổ, bị chửi, bị mắng, đi tìm kiếm chén cơm, đi vô ngôi nhà Tam Bảo cực lực, da bọc xương, nhiệt tình vì chùa chiền người khác. Tôi đã làm qua hết rồi. Tất cả những gì tôi muốn cho người khác có nụ cười, tôi đều làm qua hết rồi. Tôi quên cả thân mạng mình, tôi dám làm điều này. Nói 3.000 lại là vì đã thấy như Đức quên thân mạng mình nữa.
phải lễ vì ói 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 tại chỗ mà vẫn quyết định không bỏ cuộc, cuối cùng cũng làm được rồi. Đó, đó là những điều quý vị trải nghiệm qua một con người hướng dẫn quý vị tu tập đó. Khoan, hãy nói họ cái này cái kia, mà hãy nhìn khi họ dắt hoàn toàn đổ sạch hết mà họ có đứng lên hay không, đó mới là quan trọng. Nhớ kỹ, đây mới là chỗ cực kỳ quan trọng. Nên mong quý vị học Phật phải nhìn nhận được sâu sắc, phải tin nhân quả, tin Phật Bồ Tát. Bạn hãy chân thật tin chỗ này đi, không có thiệt thòi đâu. Nhất định bạn sẽ thành tựu được giảng sanh. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.